liên quan vụ ca sĩ Nhật Kim Anh trình báo bị trộm dùng xà beng cậy hai két sắt lấy 5 tỷ đồng trong biệt thự ở Sài Gòn. Ngày 16 tháng 10, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ được nghi can gây án. Bước đầu nghi can khai nhận một mình thực hiện vụ trộm nói trên. Như đã thông tin, khoảng 20 giờ 41 ngày 14 tháng 7, một nam thanh niên đội nón, đeo khẩu trang đột nhiên nhập vào nhà Nhật Kim Anh ở khu dân cư Camellia ở ấp 3A, buôn bản Bình Hương, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Sau một thời gian lục tìm, kẻ gian lấy xà beng cậy phá hai chiếc két sắt lấy đi nhiều tài sản. Theo như bị hại trình báo, cô bị mất 100 lượng vàng, nhẫn đá quý, 500 triệu đồng. Kẻ gian gây án trong khoảng 20 phút. Clip thanh niên đột nhiên nhập nhà ca sĩ Nhật Kim Anh trộm hơn 5 tỷ đồng ở Sài Gòn. Theo nữ ca sĩ, tối 14 tháng 7, khi cô đang đi công việc từ Cần Thơ về thành phố Hồ Chí Minh thì kiểm tra camera bình yên căn biệt thự của gia đình ở khu dân cư Camellia ở ấp 3A, buôn bản Bình Hương, huyện Bình Chánh, thông qua điện thoại. Khi xem, cô phát hiện hai chiếc két sắt ở phòng ngủ bị cậy phá. Khi về tới căn biệt thự, nữ ca sĩ kiểm tra và phát hiện bị mất nhiều tài sản như vàng, đá quý, tiền nên trình báo công an. Công an khám nghiệm hiện trường. Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, trích xuất camera bình yên, điều tra, truy xét. Nữ ca sĩ cho hay, tài sản bị mất trộm gồm 100 ngờ va ngờ, nờ đá quý và 500 triệu đồng tiền mặt, tổng trị giá bước hơn 5 tỷ đồng. Sau đó, nữ ca sĩ Nhật Kim Anh đã đăng tải clip vụ việc lên mạng buôn bản hội. Hơn 3 tháng điều tra, công an đã bắt giữ được đối tượng gây án. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.